Thưa quý vị, những năm qua, công tác khuyến ngư luôn được thành phố Đà Nẵng quan tâm, chú trọng nhằm góp phần đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế biển. Nhờ việc đa dạng hóa các chương trình khuyến ngư đã tạo điều kiện cho ngư dân chuyển đổi, khai thác, đánh bắt thủy sản một cách hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Vừa qua, Trung tâm khuyến ngư Đồng Lâm thành phố hỗ trợ lắp đặt pin năng lượng mặt trời cho 8 tàu cá, trong đó có 6 tàu của ngư dân quận Thanh Khê, 2 tàu của ngư dân quận Sơn Trà. Tổng kinh phí lắp đặt khoảng 30 triệu trên một tàu, bao gồm 2 tấm pin năng lượng mặt trời, 2 bình ắc quy, 1 bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời, 1 bộ phụ kiện đấu nối vào hoàn thiện hệ thống pin. Theo chương trình khuyến ngư, trung tâm đã hỗ trợ 50% kinh phí lắp đặt, tương ứng với 15 triệu trên một tàu, còn lại vận động cư dân tham gia đối ứng 50%. Chủ yếu là thông báo về phòng kinh tế các quận, và phòng kinh tế các quận sẽ lấy thông tin từ các ủy ban nhân dân phường và gửi danh sách lên. Và chúng tôi sẽ mời lãnh đạo của các địa phương họp chọn hộ, những ngư dân nào có khả năng đối ứng thì ngư dân đó sẽ tham gia và được chắt lọc từ địa phương. Tùy theo chương trình của mỗi năm thì chúng tôi gửi thông báo về cho địa phương. Ưu điểm của pin năng lượng mặt trời là nguồn điện ổn định, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, giảm thiểu rủi ro, tai nạn nghề nghiệp và giảm thiểu khí phát thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, khi sử dụng pin năng lượng mặt trời, mỗi chuyến biển, người dân có thể tiết kiệm được hàng triệu đồng tiền dầu chạy động cơ để có điện phục vụ sinh hoạt trên tàu. Đi một chuyến biển là nói chung lợi hơn được tầm cỡ 30 lít dầu, cũng đỡ được 80% rồi tiền như chi phí rồi. Nhưng mà cũng hơi ít là bèn đen, tại vì là mỗi năm là có 6 hoặc có 8 hộ ngư dân thôi. Nhưng mà biết bôi chiếc tàu, biết hộ bôi cho hết. Cho nên là cần nếu như mà bên trung tâm khuyến ngư này mà có chương trình đó thì ủng hộ nhiều một chút nữa cho bà con khoảng nhanh chóng đủ số lượng. Những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng đẩy mạnh công tác khuyến ngư, đặc biệt đã chi hàng chục tỷ đồng hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, mua thiết bị giám sát hành trình theo nghị quyết 255 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Riêng ngành nông nghiệp cũng có các chương trình khuyến ngư theo từng năm nhằm đa dạng hóa công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận. Ngoài cái lĩnh vực pin thì trong những năm trước qua vừa qua thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con mình rất là nhiều, về thứ nhất là về ngư lưới cụ, thứ hai là về thiết bị khai thác như thiết bị là máy dò ngang, thứ ba nữa là hầm bảo quản sản phẩm. Và những cái hạng mục đó cũng giống như là cái ứng dụng đèn LED trên tàu, thì những hạng mục đó chúng tôi đã đưa vào cái nghị quyết 255 là đã hỗ trợ cho bà con trong cái nghị quyết. Còn cái chương trình của khuyến ngư chỉ tham gia cái hiện tại là hỗ trợ pin năng lượng mặt trời. Hơn cả vật chất, sự đồng hành của các cấp ngành thành phố Đà Nẵng thông qua các chính sách hỗ trợ này là nguồn động lực quý giá giúp ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển, vừa kiếm thêm thu nhập cho gia đình, vừa nỗ lực tham gia gìn giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế biển của thành phố.